thanh niên lao xe máy và cảnh sát giao thông, quyết chống đối thổi nồng độ cồn. Tá hỏa phát hiện bạn nhậu tử vong lúc rạng sáng. Tai nạn liên hoàn tại Làng Sơn khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng. Xuân xa clip cô gái lái xe trong khu dân cư với vận tốc khủng 140 km h Người đàn ông may mắn sống sót sau khi bị gỗ ép rơi từ xe đầu kéo đè lên người kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, một cảnh sát giao thông công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bị một thanh niên đi xe máy như bay la vào người, khiến chiến sĩ này bị thương. Được biết trước đó đối tượng được yêu cầu dừng xe để kiểm tra vi phạm, tuy nhiên người này đã không chấp hành. Chiều 11 tháng 12, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An phối hợp với đội cảnh sát giao thông 146, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đoạn qua km 18 300 quốc lộ 46A thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37M194486 không đội mũ bảo hiểm không có gương chiếu hậu, di chuyển trên quốc lộ 46A, hướng Vinh, Hưng Nguyên. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, đối tượng này liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt. Tuy nhiên, thanh niên này đã đâm vào một cán bộ cảnh sát giao thông trong tổ. Theo camera của nhà người dân ghi lại, thời điểm nam thanh niên đâm vào cảnh sát giao thông, tốc độ xe máy chạy rất nhanh. Dù chiến sĩ cảnh sát giao thông cố gắng chạy vào lề đường tránh nhưng không kịp và vẫn bị chiếc xe máy tông trúng, khiến người này ngã xuống đường và đau đớn không thể đứng dậy được. Được biết chiến sĩ bị thương là Thiếu tá NXC, sinh năm 1986, thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hưng Nguyên, ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông bị bắt giữ sau đó. Công an huyện Hưng Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Có thể thấy, hành động của nam thanh niên không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn thể hiện sự yếu kém về mặt ý thức khi tham gia giao thông. Với những hành vi như trên, cần phải có biện pháp xử lý thật nghiêm, vừa là dân đe cũng là giáo dục, để các đối tượng không tái phạm. Thưa quý vị, mới đây tại Bình Dương đã xảy ra một vụ án mạng bí ẩn. Một người đàn ông tỉnh dậy lúc sáng sớm, táo hỏa phát hiện bạn nhậu chung đã tử vong trong căn tròi tạm. Người này cho hay mới tối hôm trước còn ngồi nhậu với nhau, thế nhưng dạng sáng hôm sau phát hiện bạn mình đã tử vong không rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, ngày 11 tháng 12, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong căn tròi tạm ở bãi đất trống vào lúc dạng sáng. Nạn nhân được xác định là anh VVT, sinh năm 1988, quê tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin ban đầu, vào tối mùng 10 tháng 12, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại căn tròi tạm ở bãi đất trống trên đường Bình Chuẩn 62, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Sau cuộc nhậu, mọi người ra về, còn anh BMC, sinh năm 1987, và nạn nhân ngủ lại căn tròi. Tới dạng sáng cùng ngày, anh C tỉnh dậy và gọi anh T, nhưng không thấy nạn nhân phản ứng gì. Kiểm tra tá hỏa phát hiện anh T đã ngừng thở, người lạnh ngắt nên chi hô và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Công an thành phố Thuận An sau đó có mặt lấy lời khai, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Được biết nhóm người này không có nghề nghiệp, nơi cư trú ổn định, nên tụ tập về đây dựng tạm một căn tròi bằng tôn để sống qua ngày. Tối hôm trước khi xảy ra sự việc, anh Tê vẫn còn cùng vài người ngồi nhậu và không có dấu hiệu bất thường gì về mặt sức khỏe. Lực lượng chức năng sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đã chuyển nạn nhân về nhà đại thể để tiếp tục thực hiện công tác pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, tại km 55 quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực thị trấn Chỉ Lăng, huyện Chỉ Lăng, Lạng Sơn, mới đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô chạy hướng Lạng Sơn Hà Nội, khiến giao thông ách tắc cục bộ. Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ùn tắc, các phương tiện giao thông khác xếp hàng dài chờ lực lượng chức năng cho thông xe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mất lái. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra do xe ô tô tải ben chở gỗ mang biển kiểm soát 12C 11333 hiện chưa rõ thông tin người điều khiển đang di chuyển đã đâm vào phía sau xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 98C13685 do tài xế Đỗ Văn Thành sinh năm 1988 tại Bắc Giang điều khiển rồi đâm tiếp vào xe ô tô con mang biển kiểm soát 12A15922 do Hồ Thị Ngọc Huyền trú tại thành phố Lạng Sơn điều khiển. Cùng đó xe ô tô do chị Huyền điều khiển tiếp tục đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 98H03624 kéo theo semi romoc mang biển kiểm soát 98R03011 do tài xế Vũ Quang Thế, Yên Thế Bắc Giang điều khiển. Rất may không ai bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn trên, nhưng bốn ô tô hư hỏng nặng, may mắn không ai bị thương. Nhiều cây gỗ trên xe ben 12C11333 rơi xuống lòng đường khiến ủn tắc giao thông cục bộ. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã cử lực lượng đến phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cùng đó tổ chức khám nghiệm hiện trường giải quyết vụ việc theo quy định. Liên quan đến đoạn video ngắn ghi lại cảnh một cô gái trẻ lái xe ô tô trong khu vực dân cư với tốc độ lên đến 140 km/h, ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh xử lý. Liên quan đến đoạn video ngắn ghi lại cảnh một cô gái trẻ lái xe ô tô trong khu dân cư với tốc độ lên đến 140 km/h, ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh xử lý. Ngày 11 tháng 12 quả là một ngày dậy sóng mạng xã hội khi mọi người vẫn chưa hết phẫn nộ. Trước video một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, thì lại chuyển sang cảm xúc bất ngờ có phần khó tin khi xem một đoạn video khác ghi lại cảnh cô gái điều khiển ô tô hiệu BMW chạy trên đường phố nội thành với tốc độ cao. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy Cô gái điều khiển xe BMW chạy với tốc độ cao, có đoạn đồng hồ đo tốc độ hiển thị đến 140 km/h và hiển nhiên là người cầm lái không hề thấy hoảng sợ mà còn thích thú với điều này. Thời điểm trên bên cạnh cô gái có một người khác dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc. Vẫn chưa rõ video trên là do chính chủ đăng tải hay do một ai khác thấy và chia sẻ lại. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định, tuyến đường này chỉ được chạy với tốc độ tối đa 60 km/h. Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều ý kiến liên quan hành động điều khiển ô tô của cô gái. Vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Thủ Đức xác minh làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm lập tức xử lý. Nói tiếp chương trình mời quý vị cùng đến với phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô đi chồm chó khiến người xem bức xúc. Trong clip, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lùi lại phía sau. Cùng lúc này trên xe có một nam thanh niên, nhoài người ra ngoài rồi dùng súng điện bắn thẳng về phía chú chó. Khi chú chó bị bắn bất tỉnh, một đối tượng khác từ trên xe máy nhảy xuống, bế chú chó bỏ vào trong xe rồi nhanh chóng rời đi. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi được đăng tải lên mạng, màn trộm chó nhanh như chớp này đã thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động của nhóm người này. Theo thông tin từ công an xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên phủ, vào trưa ngày 11 tháng 12, lực lượng công an xã đã phối hợp với trạm y tế xã Mường Phăng đưa hai trường hợp bị điện giật do câu cá gần đường điện đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hai trường hợp trên là hai anh em, LZH sinh năm 2007 và LDH sinh năm 2010, cùng chú tại bản Co Thón, xã Bá Khoanh, thành phố Điện Biên Phủ vào khoảng 12 giờ 30 phút. Khi đang câu cá tại ao nhà thuộc bản Co Thón, xã Bá Khoang, thì dây câu mắc phải đường dây điện ba pha và bị điện giật. Khi đó, em trai là DH nhìn thấy anh bị điện giật, liền dùng tay lôi anh dây hát ra nhưng cũng bị điện giật. Người dân thấy vậy liền cắt đứt dây câu cá và đưa cả hai đi cấp cứu tại trạm y tế xã Mường Phăng, Do không đủ khả năng và điều kiện cấp cứu, trạm y tế xã Mường Phăng đã sơ cứu và chuyển hai bệnh nhân lên tuyến trên. Liên quan vụ hỗn loạn trận Bình Định thua Thanh Hóa tại vòng 5, công ty VPF đơn vị tổ chức V-League 2023-2024 lên án và chuyển hồ sơ đề nghị ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vào cuộc. Cụ thể ở trận Bình Định tiếp Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn, được khách sớm dẫn trước 3-0 Tuy nhiên sau đó, Thanh Tịnh và Alan ghi liền hai bàn rút ngắn tỷ số cho chủ nhà khi trận đấu còn khoảng 20 phút. Song cũng từ thời điểm này xuất hiện nhiều tình huống thiếu kiểm chế giữa thành viên hai đội, nhất là sau pha va chạm giữa Rimario Thanh Hóa và Merlin Ranger Bình Định khiến ngoại binh chủ nhà bị thương. Đáng nói là cuối trận, một bộ phận cổ động viên Bình Định đã phản ứng thái quá, chửi bậy, khiêu khích và ném chai lọ xuống sân để phản ứng với một số quyết định của trọng tài và đặc biệt là với cách thi đấu của đội khách. Nghiêm trọng hơn sau trận, những cổ động viên quá khích đã lăng mạ, ngăn cản không cho xe chở đội khách rời sân, sau đó bám theo xe từ khách sạn Câu lạc bộ Thanh hóa lưu trú để tiếp tục làm loạn. Tổng giám đốc công ty VPF kiêm trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc đánh giá, những sự cố xảy ra trong và sau trận đấu tại Quy Nhơn là những hành vi không đúng chuẩn mực, đi ngược lại tinh thần thể thao, gây nguy cơ mất an ninh an toàn cho các thành viên tham dự giải. Dự kiến ngày 12 tháng 12, Ban kỷ luật VFF sẽ họp xem xét kỷ luật vụ hỗn loạn trên sân Quy Nhơn, cũng như một số vi phạm tại vòng 5 V-League 2023-2024. Ngày 11 tháng 12, đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, nhiều đường bay nội địa đến Phú Quốc đã tạm ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay. Điển hình thời điểm này, sân bay Phú Quốc chỉ còn các chuyến bay nội địa đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các hãng bay đã tạm ngừng khai thác các tuyến bay từ Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Khánh Hòa đến Phú Quốc. Lượng khách nội địa quá cảnh qua sân bay Phú Quốc, bình quân khoảng 3.000 khách một ngày. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn nhà hàng tại Phú Quốc cho rằng, lượng khách nội địa đến đây giảm đa phần do vé máy bay tăng cao so với thời gian trước. Đại diện các hãng hàng không nhiều lần nêu nguyên nhân tăng giá vé các chuyến bay nội địa đến Phú Quốc là do khách quan. Trong đó, giá xăng là yếu tố hàng đầu, cùng với lượng khách đặt vé giảm, phải cắt giảm nhiều chuyến bay khiến chi phí bay đến đây tăng lên. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều ngày 11 tháng 12, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm 11 đến ngày 12 tháng 12, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi hơn 60 mm. Từ đêm ngày 12 tháng 12, mưa giảm dần. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xét cấp 1. Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông. Từ ngày 16 tháng 12 khả năng trời chuyển rét. Từ đêm 16 đến 20 tháng 12 khả năng trời rét đậm, vùng núi trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ ngày 13 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 16 đến 17 tháng 12, khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ đêm 16 tháng 12, khả năng trời chuyển rét. Phía Bắc, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12, có khả năng xảy ra rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 17 tháng 12, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Bắc trời lạnh. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 12, một người đàn ông đi xe máy đã thoát khỏi lưới hái tử thần một cách thần kỳ khi ông này bị nhiều tấn gỗ trên xe đầu kéo đè trúng. Vụ việc cũng được camera của nhà dân ghi lại và sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi cảm thấy may mắn thay cho nạn nhân. Theo camera, khoảng 9 giờ 20 phút, xe đầu kéo mang biển số tỉnh Bình Dương chở hàng chục tấn gỗ MDF chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua khỏi ngã tư Hòa Lân khoảng 100m thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bất ngờ một bó gỗ trên rơ móc bị rơi xuống đường, đè trúng một người đàn ông khoảng 35 tuổi đi xe máy bên cạnh. Lúc này, người đàn ông đi xe máy không kịp tránh, bị ván ép đè trúng. Cả chiếc xe máy và nạn nhân bị đè dưới đống gỗ nặng hàng tấn. Phát hiện vụ việc, người đi đường nhanh chóng tìm cách cứu nạn nhân ra ngoài và rất may khi ông này chỉ bị chảy sức nhẹ. Sau đó, người dân cũng hỗ trợ khiêng những tấm gỗ vào lề để tránh gây ủn tắc giao thông. Tại hiện trường, xe máy nằm trong làn đường dành cho xe máy, bị ván ép đè trúng, hư hỏng. Xe container chạy thêm một đoạn khoảng 10 mét mới dừng lại. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra. Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân rất có thể xuất phát từ dây dùng để cố định các tấm gỗ ép không chặt, nên mới xảy ra sự việc nói trên. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa chúng ta sẽ chính thức đón Tết Nguyên đán năm 2024. Ngay từ thời điểm này đã có rất nhiều người tranh thủ đặt vé tàu, vé xe, vé máy bay để phục vụ cho nhu cầu đi lại dịp Tết. Đây cũng là điều dễ hiểu vì mỗi dịp gần Tết, các loại vé luôn rơi vào tình trạng hoặc là hết, hoặc là có giá rất cao, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Ông Trần Văn Phương, phó tổng giám đốc công ty cổ phần bến xe miền Tây, hầu hết các nhà xe đều không tăng giá vé vào dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên, giá vé dịp Tết Nguyên đán có tăng để bù chiều chạy rỗng. Dự kiến trong 6 ngày là 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết Dự báo mức tăng không quá 40% so với giá cước ngày thường, tuy nhiên các nhà xe phải kê khai chi tiết và không vượt quá mức quy định của bến. Theo bến xe miền Đông mới, hiện bến xe đang phối hợp với các đơn vị vận tải để chủ động tăng cường các phương tiện, điều chuyển xe lệch tuyến cũng như đề nghị cấp phù hiệu để giải tỏa hành khách dịp cao điểm. Ông Vương Duy Dũng, phó giám đốc bến xe Mỹ Đình Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, lượt khách bình quân dịp Tết tăng khoảng 200% so với ngày thường, thời điểm cao điểm có thể tăng nhiều hơn do đó lượt xe ra vào bến trong thời điểm tết cũng vì thế tăng chủ yếu ở các tuyến như sơn la tuyên quang hà giang lào cai cao bằng cũng theo ông dũng dự kiến lượt khách lượt xe tăng nhưng đến nay chưa có một đơn vị vận tải nào đăng ký tăng giá xe dịp tết nguyên đán ông nguyễn văn lập giám đốc bến xe nước ngầm cho biết Chúng tôi chưa ghi nhận doanh nghiệp vận tải nào đăng ký tăng giá vé xe dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Tuy nhiên, theo ông Lập, từ nay đến Tết Giáp Thì năm 2024, các chuyến xe bắt đầu nhận đặt chỗ trước và sau Tết Dương Lịch Giáp Thì năm 2024. Các hành khách bắt đầu đặt trước chỗ di chuyển dịp cận Tết Nguyên đán 2024. Bến xe cũng đã chuẩn bị gần 100 xe tăng cường cho các tuyến có nhu cầu cao để sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Tết, với phương châm không để ai phải ở lại bến xe vào ngày cuối cùng của năm. Còn tại bến xe miền đông mới, hiện bến xe đang phối hợp với các đơn vị vận tải để chủ động tăng cường các phương tiện, điều chuyển xe lệch tuyến, cũng như đề nghị các phù hiệu để giải tỏa hành khách dịp cao điểm. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có xe hợp đồng để bố trí phương tiện vào giải tỏa hành khách trong ngày cao điểm, đối với các tuyến đường về Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Ngãi, Quy Nhơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.